cách một trong những cách làm đá bóng, các bạn có những cái cối cối đá hoặc là cối gốm như này, nó giữ nhiệt tốt. Thứ hai là những cái nồi ủ không dây như này, cái lòng của nó giữ nhiệt tốt. Đấy, các bạn đun sôi nước cho muối khá nhiều, các bạn cho gấp đôi hoặc gấp ba lần muối dưa ấy. Rồi đổ ngập, đổ ngập, các bạn đậy nắp vào, nhìn đồng hồ, ngập nhá. Đấy, mày vào cái chỗ đông đông, cái nắp này lại vừa sinh ra. Nhìn đồng hồ kìa, bây giờ là 7:30. Đó. 1 đến 2 tiếng sau, các bạn thăm xem là cái cách này các bạn làm ít như thế này và vào cối này thì bao nhiêu tiếng đồng hồ là vừa. Khi nó mềm ra là tất cả đều mềm là ok. Thế thôi, rất đơn giản.